Hello and what is good? It's your boy Chucky Nguyễn. Yeah, baby, that's right. Cái thời điểm mà các bạn xem được cái video này thì cái kênh của tôi Chucky Nguyễn Official đã đạt được 100.000 subscribe. Tức có nghĩa là tôi được nước bạc rồi đó. Yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tôi chỉ muốn quay cái video này là gửi rất là nhiều lời cảm ơn đến những người mà đã đồng hành với tôi từ khoảng thời gian đầu, theo dõi tôi từ khoảng thời gian đầu, thậm chí là các bạn vừa mới biết tôi gần đây thôi, thì tôi muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hiện tại thì tôi đang mặc một cái áo Always Stay Hydrated. Đây không phải là quảng cáo nha. Thì cái áo này là một cái merch của tôi, một cái merch Family and Friends, và nó sản xuất rất là ít. Thì nếu mà các bạn muốn có nó thì tôi sẽ để cái thông tin phía bên dưới. Và cùng một món quà nữa, đó là intro mới trên kênh của tôi. Kênh của tôi xưa giờ từ lúc bắt đầu tới giờ chỉ có một cái intro duy nhất thôi, nhưng mà hiện tại đã có một cái intro mới rồi. Shout out cho Bentley vì đã làm ra con beat. Shout out cho bạn Tân Hoàng, ok. Và trước khi tới cái phần intro, hãy lấy chai nước của mình, lấy ly nước của mình đi, uống một miếng nước và chúng ta xem nó thôi nào. Always stay hydrated, guys. Và peace, and I'm out. Thank you. Love. Yeah, baby, that's right. Hello and what is good everybody, it's your boy. Chào mừng các bạn lại trở lại với channel của Chucky Nguyễn. Yeah, baby, that's right. Hiện tại kênh tôi đã chính thức đạt được 100.000 subscribe rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thông qua đây thì tôi nghĩ là một lời cảm ơn là không bao giờ đủ cả. Nhưng mà tôi chỉ muốn là mọi người biết là tôi rất là biết ơn. Tại vì tôi không bao giờ tôi nghĩ, cũng như là tôi nghĩ là nhiều người ngoài kia không bao giờ nghĩ là một người không làm bất kỳ cái gì liên quan đến âm nhạc, không có bất kỳ mối quan hệ nào trong cái ngành nhạc hay là giải trí này có thể đạt được 100.000 subscribe. Yeah. Đối với tôi đây là một cái hành trình rất là vui, và nói chung là tôi sẽ rất là nhớ cái ngày này luôn. Hôm qua thì là cái ngày mà tôi đạt được 100.000 subscribe. Hiện tại là cái ngày tôi quay cái video này, ngày 24 tháng 9, 6:30 tối. Yes sir. Thì nói chung là một nữa, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì chắc là bây giờ sẽ không mất thời gian của các bạn nữa, như tôi đều video ngày hôm nay. Yes sir. Chúng ta sẽ check qua một cái gọi là, tôi nghĩ đây là chắc là một cái series quá. Nhạc chế căng nhất 2024 Part 2 phần 2. Quá nhiều của CCMK, cậu Phát và Winno. Winno là Winno của Hustlang hả? Hustlang Winno hả? Ok. Thì bữa giờ thì có rất là nhiều người kêu tôi làm reaction cho cái video này rồi. Nhưng mà tôi bận làm reaction cho Rap Việt. Thì tôi không biết là cái thời điểm tôi đăng cái video này là cái reaction video của tôi cho Rap Việt đã được đăng hay chưa. Tại vì hiện tại thì cái reaction video của tôi cho Rap Việt là tôi đã quay xong rồi và tôi gửi đi duyệt rồi. Thì khả năng cao là cái video này sẽ được đăng lên trước. Thì thì chắc là đó là một vài thông tin cho mọi người thôi. Thì chắc là bây giờ không có thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ đến ngay với phần reaction thôi. Ok, let's go. Trước khi bấm play, ai có ly nước, ai có chai nước của mình, hãy đi lấy nó đi, uống một miếng nước và chúng ta bắt đầu thôi nào. Always stay vẫn như mọi kỳ, vẫn như cũ, như những ngày đầu tiên luôn. Tôi không bao giờ quên các bạn, nhắc các bạn uống nước cả. Uống một miếng nước mà chúng ta bắt đầu thôi nào. Let's go. Em phải là quảng cáo nha. Tôi mong sau này sẽ có quảng cáo, nhưng mà ok. Let's go.
dừng lại một xíu. Hiện tại Siri Guess the Rapper đã chính thức có mặt trên kênh của Chalky Nguyễn. Siri lần này tôi hứa là tôi sẽ mời rất là nhiều rapper lên và toàn là những cái tên chất lượng mà thôi, ok? Và như màn hình thì các bạn có thể thấy là rapper đầu tiên, khách mời đầu tiên đó chính là anh Minh Lai. Và series này dự kiến sẽ được phát sóng hàng tuần nên tôi rất là mong là sẽ nhận được cái sự ủng hộ từ mọi người. Không có thời gian nữa, hãy ủng hộ nó đi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với reaction video đây, let's go. Cái phần 1 của cái này là kiểu má đúng hài luôn thầy. Tôi rất là mong là cái phần 2 này nó cũng vậy. Ok, và tôi mong là cái series này sẽ được duy trì nha. Kiểu lâu lâu sẽ ra, ý là đừng làm nó nhiều và nó nhanh quá, tại vì người ta sẽ mất cái cảm giác mong chờ á. Ừ, thì tôi nghĩ là lâu lâu ra drop một cái là ok. Ok thì let's go, chơi thế nào. Tên người ta Vân Dung, một cái tên quá nè. À Đạo Vân, cái đoạn đầu là cái gì, cái bài gì của Gil á, cái gì, cái bài gì mà xanh, tôi nhớ cái màu của cái video đó là xanh lá, hình như là Vẫn Rung hả? Nói chung là tôi nhớ không làm là vậy nha, bài của Gil. Vân Dung. Intro của bài của Gil. Một cái tên quá nè. Đạo Vân lại còn Dung. Mà Dung cái gì? Dung cái mà lung lung tung. Dung cái thân. Cái gì? Dung cái gì? Dung cái mà lung lung tung. Dung cái thân. Cái gì? Trời ơi, cái chữ này nó làm lẻo quá, tôi nhìn không kịp. Dung cái gì? Dung cái mà lung lung tung. Dung cái thân. Ồ, vừa không quay cái này á. Là sao? Là sao nữa? Ok, nói chung là cái này. Ok thôi, coi như tôi chưa nói gì đi. Mà dùng cái gì? Dùng cái mà lung lung tung. Dùng cái thân. Trời ơi, con hấp, con hấp. Bốc đầu. Đâu xìm cây. Gió. Mày nghĩ gió. Huh. Ở cầu phát à, không phải. Đây là anh CCM. Ở cầu phát à, không phải. Đây là anh CCM. Ở cầu phát à, không phải. Cái gì? À, động đất à? Không phải. Đây là bọn tao đang đi lên. Ok, 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 ok. Ok. Ở cầu phát à, không phải. Đây là anh CCM. Ở cầu phát à, không phải. Đây là anh CCM. Ở cầu phát à, không phải. Không phải. Đây là anh CCMK. Ở cửa động mắt à, không phải. Đây là bọn anh đã đi vay. Ở trộm cắp à, không phải. Đây là bọn anh đã đi xoay. Ở đội hát à, không phải. Đây là bọn anh đã đi bay. Ở Young Hot à, không phải. Đây là huấn luyện viên đi ray. Young Hot à, không phải. Đó là huấn luyện viên V-Ray. Quá tệ. Nhưng mà nhìn cái mặt ông cậu phát này giống dân S thiệt mà. Giống mà, nhìn giống dân S phải nè. Em mất kiếm nhìn giống dân S phải. Cửa động mắt à, không phải. Đây là bọn anh đã đi vay. Ở trộm cắp à, không phải. Đây là bọn anh đã đi xoay. Ở đội hát à, không phải. Đây là bọn anh đã đi bay. Ở Young Hot à, không phải. Đây là huấn luyện viên D-Ray. Giờ này chưa cơm sao, giờ này chưa cơm sao, cơm sao, cơm sao còn gì. Anh thật lòng, người anh trai của em. Ngày xưa rất là ghen, bây giờ thì rất là. Chắc là do anh trai sẽ có bộ môn nào đó. Bạn nghe, tôi không nghĩ là Winnow nó sẽ tham gia cái này luôn á. Tại Winnow là của Hustlang, tôi không nghĩ là Winnow sẽ tham gia cái này kiểu what. Nhưng mà hợp nha. Anh thật lòng, người anh trai của em. Ngày xưa rất là ghen, bây giờ thì rất là. Chắc là do anh trai sẽ có bộ môn nào đó. Bán nghe thì lòng ngó, đến về cực tò mò. Mẹ ơi, tao có cha mẹ là một thằng học giỏi. Ra đường kinh thầy nhưng mẹ ơi, cái mắt là cái tổ
đội lấy lại tiền kéo hội trả bạn trả bạn. Dịch cách cuộc đời này con sai đấy là khi họ nói vài câu tàn mạn. Ba mươi tết con lên phố con chở bạn mà trong tao vẫn không quên mang vở soạn. Buông một tay, buông sự di động mà buông hình em. Đâu còn nguyên thành ngày xưa. Bài này bài gì tao quá quên mất cái tên này. Nếu mà thêm là thêm các em vừa là phải chụp với em đi game suốt đêm. Nhìn lại tiền trong là cao xa. Sao buông tổ em đi vậy? Để so ích về bán okay. Mới so một tí mà đã so thêm một tí. Ta lại so thêm một tí. Ta lại so thêm một tí. Ta phải hơi to. Hơi to để so ích về bán. Mới so một tí mà đã so thêm một tí. Ta lại so thêm một tí. Ta lại so thêm một tí. Người miền núi hấp đi lên phố đang kẹp hai. Từ nơi cùng trời cuối đất. Với người miền núi hấp. Trời ơi bộ coi. Cái này là hai đứa con gái hay là hai đứa con trai vậy ta? Tôi nhìn không lầm hai đứa con gái không? Con nó bận đồ kìa. Má ác thiệt. Thôi. Từ từ. Trùng hợp biết gì không? Hôm qua tôi mới mua cái này. Hôm qua lúc mà countdown tôi livestream countdown 100.000 subscribe tôi có mua cái này. Đợi xíu. Đợi xíu anh em. Lỡ rồi anh em mình nè còn cái tag luôn nè. Còn cái tag luôn. Rồi thôi, vô. Vô luôn anh em. Vô luôn. Đây nữa. Đây nữa anh em. Tụi nó mặc mình cũng mặc chứ anh em. Giỡn hoài. Đỡ rồi. Thấy không? Gì đâu, bình thường. Việt Nam mình có mình tôi à ha. Reaction làm vậy có mình tôi à ha. Ừ. Khỏi hỏi. Vậy đi. Đó, anh em. Anh em tổ ha. Tổ luôn. Anh em tổ luôn đi anh em. Tổ luôn. Người miền núi hấp nè. Vô. Người miền núi hấp đi lên phố đang kẹp hai. Từ nơi cùng trời cuối đất cho họ biết đây là trả. Đây là rap hip hop mà đi đổ đeo. Đi đâu? Có con nào khác. Có ngày quên bù anh sống đi đơn giản. Rap đơn giản. Có mấy thằng bạn bôi phố trong bản dù anh ra cả. Thầy có lỗi về quên không cả người miền núi hấp chơi cả chắn. Có lúc ăn cơm lúc quay và sắn rút xe rồi cắm. Ô ô thua và thắng giờ đi đến lượt nhìn anh còn thắng. Không kể đi gánh bán đứng dậy mà cầm cái cúc mà đi với tao và ánh sáng. Tao cho mày bị lá phổi xem mày còn thánh phán mà mấy thằng nhóc mà không có thích gì. Thích thì thôi mày. Nhạc của anh không thị trường nhưng thị trường không có nhạc của anh. Trên Đà Lạt ông em tên là Đà. Nghe tao. Nhạc cái gì nhạc của cái gì từ từ nhạc của anh không thị trường nhưng thị trường không có nhạc của anh. Nhạc của anh không thị trường nhưng mà trên thị trường này không có nhạc của anh. À trời cứu tôi vậy. À trời ơi vậy là cũng nó cũng gáp được nữa. Gáp được nữa. Trời cứu tụi em. Nhạc của anh không thị trường nhưng mà trên thị trường này không có nhạc của anh. Ừ ok. Bạn đứng dậy mà cầm cái cúc mà đi với tao là ánh sáng. Tao cho mày bị lá phổi xem mày còn thánh phán mà mấy thằng nhóc mà không có thích gì. Thích thì thôi mày. Nhạc của anh không thị trường nhưng thị trường không có nhạc của anh. Trên Đà Lạt ông em tên là Đạt. Nhà có hồ bơi nhưng lại không phải là em Đạt của anh. Đạt của anh trông bình thường chơi hip hop bơm lộ đầu đường. Một năm mười phong cách underground đang nằm ở sao. Đàn ông sao hả? Đàn bà sao á? Bộ đồ mà tao mặc thỉnh thoảng tao giặt border tao bao á. Đàn ông sao hả? À đàn ông sao quả đàn bà sao kêu của Slay Rapper. Đàn ông gì? Đàn ông sao hả? Đàn bà sao hả? Trời ơi má. Một năm mười phong cách underground đang nằm ở sao. Đàn ông sao hả? Đàn bà sao á? Bộ đồ mà tao mặc thỉnh thoảng tao giặt border tao bao á. Đàn ông sao hả? Đàn bà sao á? Bộ đồ mà tao mặc thỉnh thoảng tao giặt border tao bao. Ok. Đàn ông sao hả? Đàn bà sao á? Bộ đồ mà tao mặc thỉnh thoảng tao giặt border tao bao. Đàn ông sao hả? Đàn bà sao á? Bộ đồ mà tao mặc thỉnh thoảng tao giặt border tao bao. Alright. Tao biết là phải uống nhiều nước mà 2 lít một ngày. Sáng ăn có phim nè tốt. Tao biết là phải uống nhiều nước. Ok. Always stay hydrated. Ok chưa? Uống mấy nước nè.
Run it back chỗ đó nè, run it back chỗ đó nè, run it back nè. Khúc này được nha, khúc rap này được nè. Tặng tao giặc búa đờ tao bao á. Đàn ông sao hả, đàn bà sao sao á. Bộn đường mà tao mặc thỉnh thoảng tao giặc búa đờ tao bao á. Ok, đàn ông sao hả, đàn bà sao sao á. Bộn đường mà tao mặc thỉnh thoảng tao giặc búa đờ tao bao á. Hey, đàn ông sao hả, đàn bà sao sao á. Bộn đường mà tao mặc thỉnh thoảng tao giặc búa đờ tao bao á. Alright, tao biết là phải uống nhiều nước mà 2 lít một ngày. Sáng ăn coffee nè, tối tao coffee gì, men tao sẽ uống all day. Không thích là vì nhưng đôi khi phải gót thật là tao không muốn như vậy. Dù sao thì luôn luôn phải đi và giữ được một cái là lối sống như này. Tao biết là phải uống nhiều nước mà 2 lít một ngày. Sáng ăn coffee nè, tối tao coffee gì, yeah, tao sẽ uống all day. Không thích là vì nhưng đôi khi phải gót thật là tao không muốn như vậy. Dù sao thì luôn luôn phải đi và giữ được một cái là lối sống như này. À cứu tôi với, cứu tôi với. À mà tính ra là cái part 2 này ra nhanh quá nha, sớm quá. Ừ, còn cái độ bất ngờ á, cái độ bất ngờ của cái part 2 này nó không làm cho tôi bất ngờ bằng cái part 1. Ừ, tôi nghĩ là cái đoạn, tôi nghĩ là lẽ ra là CCMK và cậu phải có thể làm tốt hơn ở cái đoạn drop. Cái đoạn drop là chưa tới nha. Đoạn drop trước đó là kiểu mắt tới luôn á, đúng tới luôn. Tại vì tôi nghĩ là lần đầu xem á là không, gọi là không ai mà có thể suy nghĩ được là tới khúc đó mà bắt đầu drop nhạc Vina House đổ kiểu. Còn cái đoạn này là tới là biết là tới cái đoạn Vina House rồi. Thì tôi nghĩ là ở cái đoạn gọi là ở cái phần tiếp theo của cái series này, tôi mong là CCMK và cậu phải có thể làm tốt hơn như vậy. Nhưng mà rất là vui nha, cái lyric bài này là kiểu tôi nghe là tôi chấm hỏi luôn á. Cái gì mà đàn ông sao hả, đàn bà sao sao. Rồi cái gì mà nhạc, cái gì nhạc anh không có thị trường, mà thị trường thì không có nhạc của anh. Là sao nữa. Rồi cái gì window đó, cái gì window nó có rap cái gì mà cái gì lao phổi gì tùm lum tùm la. Nhưng mà tôi mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục làm cái series này. Và như tôi nói là mọi người nên gọi là lâu lâu ra, đừng có ra nhiều quá, hoặc là đừng có ra thường xuyên. Ra thường xuyên thì nó sẽ kiểu gọi là sao ta, nó sẽ không còn mang tính bất ngờ nữa. Ừ, tôi mong là lâu lâu kiểu tầm 5-6 tháng drop một lần là ok. Ừ, lâu lâu chúng ta quay lại, ok. Đây là một cái series rất là vui, cực kỳ vui luôn, cực kỳ giải trí luôn. Ở Việt Nam hiện tại đang cần những cái màu như thế này thật sự. Tại vì nói chung là tôi nghĩ là âm nhạc Việt Nam cần cái gì đó, có một cái ai đó làm một cái màu sắc mà vui vui như vậy nè, thì nó mới lạ. Ừ, thì đó là cái reaction của tôi khi lần đầu tiên xem qua cái bài hát này của nhạc chế căn nhất 2024 part 2 ở quá nhiều của CCMK, cậu Pháp và Wino. Rồi cái gì, có cái khúc cái câu mà signature của W2T á, người miền núi chất đúng không? Ờ, hát gì? Người miền núi hấp. Hát thề. Ok. Ok, thôi. Tạm biệt mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Tôi mong là tôi đã đem lại một cái năng lượng rất tích cực cho các bạn thông qua cái video này. Và hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo. Nhưng một khi peace là mau. Bye guys, anh lớn đi đây ha. Lớn đi nha. Đừng để lớn nói nhiều ha. Nhớ để like lại trước khi đi nha. Lớn có việc rồi, lớn đi. Ha. Lớn có việc rồi ha, mấy em tự hiểu. Đã xem đến đây của video rồi, nhớ bấm like vô ha. Xuống comment, anh lớn. Nè, xuống comment vậy nè. Giúp anh lớn vậy nha, xuống comment. Anh lớn chất kỳ, chất quá. Ok chưa? Anh nói vậy thôi. Nói ít, hiểu nhiều ha, nói một hiểu 10. Được thì anh thương, ok chưa? Giờ đi hôn tiền góp mình của em ha. Bye.